được trân trọng cảm ơn và nồng nhiệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách về tham dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Sìn Hồ năm 2023. Thay mặt cho ban tổ chức, xin phép được gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới các đồng chí đại biểu, toàn thể nhân dân, du khách về tham dự Tuần Văn hóa Thể thao Du lịch huyện Sìn Hồ năm 2023. Chúc lễ khai mạc thành công, tốt đẹp! Quý vị vừa thưởng thức bài hát múa Cờ Đảng Sáng Mãi Vùng Biên, sáng tác Minh Cừ, Thành Trung, Tiên Đạo, Hồng Thắm, Mộc Thảo, do tập thể nam nữ nghệ sĩ, diễn viên, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện cùng các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện biểu diễn đã mở đầu cho lễ khai mạc hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ, các em học sinh. Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Sìn Hồ năm 2023 gắn với lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Sìn Hồ nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện năm 2023. Đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Sìn Hồ 19 tháng 12 năm 1953, 19 tháng 12 năm 2023 và kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu mùng 1 tháng 1 năm 2004, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống cách mạng, chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của nhân dân các dân tộc huyện Sìn Hồ, khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sìn Hồ, khẳng định và tôn vinh những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước, bồi dưỡng nâng cao nghĩa vụ trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn mới. Đây cũng là dịp tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và đồng bào các dân tộc trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp để phát triển du lịch, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc trưng và các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nghiên cứu, tìm hiểu về đầu tư. Quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Sìn Hồ là tiền đề để phát triển du lịch trong những năm tới, động viên tinh thần cho nhân dân, tạo sự đoàn kết gắn bó, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các dân tộc trên địa bàn huyện. Dân các dân tộc huyện Sìn Hồ được đón các vị đại biểu, quý vị khách quý, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu. Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu. Trân trọng giới thiệu đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, xin nồng nhiệt chào đón. Đến dự lễ khai mạc, trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Hội ban ngành tỉnh Lai Châu, lực lượng vũ trang tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, xin nồng nhiệt chào đón. Ủy trưởng Ban chỉ đạo lễ kỷ niệm đề nghị nồng nhiệt chào đón. Đồng chí Bùi Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Ban chỉ đạo, xin nồng nhiệt chào đón. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo huyện Sìn Hồ qua các thời kỳ. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân và du khách. Hòa chung không khí vui mừng phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu. Hôm nay, huyện Sìn Hồ long trọng tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch gắn với lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Sìn Hồ. 19 tháng 12 năm 1953, 19 tháng 12 năm 2023. Thay mặt ban tổ chức, tôi nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã trong và ngoài tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Sìn Hồ qua các thời kỳ,
các cơ quan, đơn vị, địa bàn trên địa bàn huyện cùng toàn thể nhân dân và du khách. Nhiệt liệt chào mừng và biểu dương các đoàn diễn viên, vận động viên của 22 xã, thị trấn đã có mặt đông đủ tham dự tuần văn hóa thể thao và du lịch năm 2023. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên cùng toàn thể nhân dân và du khách mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc tuần văn hóa thể thao và du lịch gắn với lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Sìn Hồ thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, huyện Sìn Hồ xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý. Cảm ơn sự đồng hành, phối hợp của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Thư viện Bảo tàng tỉnh. Một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng nhân dân và du khách sức khỏe, hạnh phúc. Chúc tuần văn hóa thể thao và du lịch gắn với lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng huyện Sìn Hồ thành công tốt đẹp. Đồng chí Lý Thị Na, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức tuần văn hóa thể thao du lịch huyện Sìn Hồ. Sau đây,